Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Ngay sau khi nghị quyết bầu Chủ tịch nước được Quốc hội biểu quyết thông qua, nghi thức tuyên thệ nhậm chức đã diễn ra trọng thể. Ngoài các cam kết về mở cửa thị trường, doanh nghiệp Việt Nam còn được hưởng lợi từ việc cải cách thể chế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Châu Âu. Hình thức xuất bản gây quỹ cộng đồng đang mở ra một hướng xuất bản hiệu quả, đồng thời giúp cho độc giả có cơ hội tiếp cận với các tác phẩm mà mình yêu thích. Và sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 23 tháng 10, với tỷ lệ gần như tuyệt đối đại biểu tán thành, Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và ngay sau khi nghị quyết bầu Chủ tịch nước được Quốc hội biểu quyết thông qua, nghi thức tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước cũng đã diễn ra trọng thể. Dưới cờ đỏ thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Sau khi thực hiện tuyên thệ, phát biểu trước Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Khẳng định đây là một vinh dự vô cùng to lớn, đồng thời cũng là một trách nhiệm hết sức nặng nề. Thưa Quốc hội, chắc có lẽ có người sẽ hỏi hoặc là muốn biết là vào lúc này tâm trạng tôi thế nào. Tôi xin thưa thật là vừa mừng vừa lo. Mừng là vì được Quốc hội, được nhân dân tin cậy, yêu mến, giao nhiệm vụ. Nhưng lo là lo làm thế nào để hoàn thành tốt nhất trọng trách của mình trước đất nước. Bên cạnh mặt thuận lợi là cơ bản, thành tích là lớn lao, chúng ta cũng đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Rất nhiều nhiệm vụ nặng nề đang chờ đợi trước mắt chúng ta. Tôi cũng đã có nhiều dịp nói, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay trên trường quốc tế. Chúng ta có quyền tự hào, phấn khởi, vui mừng trước những thành tựu toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được trong thời gian vừa qua. Nhưng tuyệt đối không được chủ quan thỏa mãn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cử tri và nhân dân cả nước chia sẻ, hết lòng giúp đỡ, tạo điều kiện để có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước với số phiếu gần như tuyệt đối đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng kết quả này khẳng định đây không chỉ là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng và quyết định sáng suốt của Quốc hội, mà còn là sự thể hiện ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Cùng với đánh giá cao sự lựa chọn Đảng và quyết định của Quốc hội, nhiều ý kiến mong muốn khi đảm nhiệm thêm trọng trách, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ mà hiến pháp, pháp luật đã quy định và Đảng, Nhà nước, nhân dân đã giao phó, đưa đất nước tiếp tục phát triển trong thời gian tới.
bình luận về sự kiện Quốc hội bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước. Các ý kiến đều có chung nhận định khi cho rằng đây là một tình huống cụ thể, chứ không phải gọi là nhất thể hóa hay kiêm nhiệm chức danh. Tổng Bí thư cũng là sự lựa chọn phù hợp nhất về nhân sự trong bối cảnh hiện tại. Đây nó không phải là một cái sự kiêm nhiệm và cũng không phải là thực hiện cái chủ trương nhất thể hóa, mà có thể nói đây nó là để đáp ứng với yêu cầu cụ thể, trong tình huống cụ thể, trong thời điểm cụ thể thì cái việc này là cần thiết. Và cũng phải nói thêm rằng với cái sự nhất trí 100% của Trung ương, nó cũng phản ánh được một cái sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Theo nhiều đại biểu bên lề Quốc hội hôm nay, sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước với số phiếu gần như tuyệt đối không chỉ khẳng định uy tín cũng như nỗ lực của Tổng Bí thư trong giải quyết những vấn đề hệ trọng của đất nước, mà còn thể hiện sự kỳ vọng của người dân đối với người đứng đầu Đảng và Nhà nước. Cái đánh giá, cái năng lực cá nhân hết sức tiêu biểu, hết sức nổi trội, một đồng chí có thể nói là có đạo đức hết sức trong sáng, có cái bản lĩnh vững vàng, có cái trí tuệ và tư duy trầm tầm chiến lược, và đặc biệt là biết quan tâm, chăm lo đội ngũ cán bộ tài cho đất nước. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đầy đủ cái yêu cầu về mặt phẩm chất năng lực của uy tín trong nước và phù hợp với cái tình huống chính trị trong mối quan hệ của Việt Nam ngày nay. Chính vì thế cái lựa chọn của Ban Chấp hành Trung ương vừa rồi là cái nơi mà ý Đảng hợp với lòng dân. Cái quyết định của Ban Chấp hành Trung ương là hoàn toàn phù hợp với nguyên vọng mong muốn chính đáng của người dân. Cùng với đánh giá cao, các ý kiến bày tỏ mong muốn trên cương vị mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho đất nước, nhất là đẩy mạnh hơn nữa công cuộc phòng chống tham nhũng cũng như công tác đối ngoại, là nhân tố tập hợp tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi mà Tổng Bí thư đảm nhiệm vai trò Chủ tịch nước, và Chủ tịch nước của chúng ta thì lại là trưởng ban cải cách tư pháp Trung ương, thì với cái vai trò là trưởng ban cải cách tư pháp Trung ương thì chắc chắn là cái hoạt động của hệ thống tư pháp, tức là các cái công cụ của nhà nước để thực hiện pháp luật, để chống cái hành vi vi phạm pháp luật, rồi phòng chống tham nhũng, chắc chắn là nó sẽ có hiệu quả hơn. Chúng tôi hy vọng trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng và là nguyên thủ quốc gia thì ông sẽ vững tay chèo lái sự nghiệp xây dựng Đảng tiền phong và nhà nước pháp quyền, và mong ông sẽ luôn là người thắp lửa cho công cuộc cải cách và mở cửa. Ông sẽ là người mang thông điệp và dẫn dắt đưa Việt Nam hội nhập thành công vào nền kinh tế toàn cầu với tâm thế chủ động, sáng tạo và nhân văn. Và với tinh thần Việt Nam là bạn với tất cả các nước trên thế giới vì hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển. Nhiều ý kiến cũng mong muốn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ tập trung để giải quyết hai thách thức lớn là bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế xã hội. Mục tiêu lớn nhất là đảm bảo sự hòa bình, ổn định để đưa đất nước vươn xa. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, sáng ngày 23 tháng 10, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Báo cáo của Ủy ban dân tộc ghi nhận trong 3 năm thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi vừa qua, chương trình 135 đã bầu đầu tư hơn 9.000 công trình hỗ trợ trực tiếp cho hơn 1 triệu rưỡi hộ nghèo, cận nghèo. Ngân hàng chính sách xã hội đã cho 1,4 triệu hộ dân tộc thiểu số vay hơn 45.000 tỷ đồng để phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Đồng thời, với tính kết quả này, báo cáo thẩm tra của Hội đồng dân tộc của Quốc hội cũng đã đưa ra con số giảm nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm 4%, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được cải thiện hơn trước. Tuy nhiên thì báo cáo thẩm tra đề nghị chính phủ cần có số liệu phân tích bổ sung rõ hơn về thu nhập bình quân, số hộ nghèo và tỷ lệ giảm nghèo trong đồng bào dân tộc các khu vực. Tổ chức Việt Nam Report vừa công bố bảng xếp hạng Profit 500. Theo đó thì đã chọn ra top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam trong năm nay. Và trong bảng xếp hạng, số lượng doanh nghiệp ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản, ngành điện, tài chính, ngành thực phẩm, đồ uống, thuốc lá chiếm áp đảo so với các nhóm ngành còn lại. Lợi nhuận trước thuế bình quân năm 2017 của top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất tăng trên 65% so với năm trước đó. Ngành viễn thông, tin học, công nghệ thông tin đang có tỷ suất lợi nhuận bình quân lớn nhất khi thu về gần 3 đồng lợi nhuận.
trên mỗi 10 đồng vốn bỏ ra. Doanh nghiệp đánh giá cao việc điều hành kinh tế vĩ mô của chính phủ và kỳ vọng kết quả kinh doanh thuận lợi trong năm nay. Trên 97% doanh nghiệp tham gia khảo sát nhận định từ tốt cho đến rất tốt. Về việc duy trì ổn định kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam từ đầu năm đến nay, trên 90% doanh nghiệp kỳ vọng doanh thu sẽ tăng lên so với năm ngoái. Ủy ban châu Âu tuần qua đã thống nhất thông qua việc trình lên Hội đồng châu Âu chấp thuận để ký chính thức Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Châu Âu EVFTA và trình Nghị viện châu Âu phê chuẩn vào đầu năm sau. Điều này thể hiện nỗ lực không ngừng của cả hai bên trong việc đưa vào thực thi một hiệp định chất lượng cao với nhiều ưu đãi cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và EU. Ngoài các cam kết về mở cửa thị trường, doanh nghiệp Việt Nam sẽ còn được hưởng lợi từ việc cải cách thể chế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi được yêu cầu cho hiệp định. Hồ sơ của Hiệp định EVFTA đã được công khai từ năm 2015. Vì vậy, đến nay, các doanh nghiệp đã có thời gian vừa đủ để đọc và tìm hiểu những yêu cầu của Hiệp định để chuẩn bị đáp ứng. Đặc biệt, với ngành dệt may, quy tắc xuất xứ từ vải trở đi của Hiệp định được cho là bớt khắt khe hơn và có thể đáp ứng tốt. Do đó, việc hưởng thuế giảm về 0% trong lộ trình 7 năm là nằm trong tầm tay. Lượng vải dùng cho châu Âu thì thực tế chỉ rơi vào khoảng độ 2 tỷ mét một năm. 2 tỷ mét một năm. Mà chúng ta đã có ở trong nước khoảng độ 2 tỷ 6, 2 tỷ 7 mét. Nhập khẩu từ Hàn Quốc được khoảng 1 tỷ 3, 1 tỷ 4 mét. Tức là cái lượng vải mà sẵn sàng đáp ứng thì lên tới khoảng xấp xỉ 4 tỷ mét. Lợi ích từ xuất khẩu có thể thấy ngay với lộ trình cắt giảm thuế quan cụ thể. Tuy nhiên, điều doanh nghiệp mong chờ hơn là môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi để có nền tảng bứt phá. Bộ Công Thương, đơn vị đầu mối đàm phán các hiệp định thương mại tự do, là cơ quan hiểu rõ nhất sức ép từ cải cách thể chế cho hiệp định này. Đó cũng là lý do của việc kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục kinh doanh thuộc Bộ trong thời gian qua. Thì sau hai lần giả soát như vậy thì chúng tôi đã bãi bỏ được, đơn giản hóa, hợp lý hóa được khoảng trên 70% điều kiện kinh doanh do Bộ phụ trách. Tuy nhiên thì anh em chúng tôi sẽ không dừng lại ở đó và sẽ còn tiếp tục làm cho đến khi đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới. Thậm chí là sẽ trình với chính phủ để báo cáo Quốc hội sửa đổi luật đầu tư, bãi bỏ hoàn toàn một số cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà chúng tôi cho rằng là không cần thiết phải quản lý theo điều kiện kinh doanh nữa. Trong quá trình hội nhập thì không chỉ doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh, mà cái chất lượng thể chế, chất lượng thủ tục hành chính cũng phải cạnh tranh giữa các quốc gia với nhau. Và Việt Nam đã xác định rõ mục tiêu này. Việc nỗ lực theo đuổi đến cùng EVFTA và CPTPP trong thời gian qua đã thực sự khẳng định cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Ngoài lợi ích kinh tế, lợi ích từ cải cách thể chế sẽ giúp tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, hướng tới vì người dân và doanh nghiệp một cách toàn diện hơn. Ngày 23 tháng 10 tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo chuyên đề quốc tế tàu điện ngầm Grand Paris đường cao tốc đô thị thông minh, những ví dụ cụ thể cho tương lai Việt Nam. Hội thảo do Hội Khoa học và Chuyên gia Người Việt trên Thế giới AVSE Global tổ chức với sự tham dự của các chuyên gia trong lĩnh vực giao thông và hạ tầng tại Pháp. Theo kinh nghiệm thế giới về phát triển vận tải hành khách công cộng sẽ gồm 3 bước: phát triển xe buýt truyền thống, đường sắt đô thị và tàu điện ngầm. Việt Nam hiện nay đã và đang triển khai cả 3 bước phát triển trên, nhưng vướng mắc lớn nhất là tính đồng bộ. Rõ ràng hiện nay thì thành phố Hà Nội cũng như là một số đô thị lớn khác ở Việt Nam cần phải chú trọng đến cái khả năng chuyển đổi phương thức về những cái lựa chọn khác nhau của người dân khi mà muốn di chuyển ở trong thành phố. Cụ thể là để hạn chế cá nhân thì người ta sẽ phải thay thế bằng phương tiện nào? Để trả lời cho câu hỏi này, những kinh nghiệm quốc tế trong các dự án liên quan đến các lĩnh vực tàu điện ngầm, đường sắt cao tốc và đô thị thông minh đã được các chuyên gia Pháp chia sẻ tại hội thảo. Tôi cho rằng những thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đều có thể trở thành những thành phố thông minh. Với kinh nghiệm từng triển khai các dự án trên 33 quốc gia trên thế giới, chúng tôi có thể hỗ trợ chính phủ Việt Nam thực hiện các dự án về tàu điện ngầm và đường sắt cao tốc để cải thiện tình hình giao thông hiện nay. Tại Pháp, chúng tôi đã hợp tác với các công ty tư nhân cũng như kết hợp với các nguồn lực bên ngoài để triển khai dự án đường sắt rất hiệu quả. Tôi cho rằng, để hướng tới xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam, các bạn có thể triển khai đầu tư dự án theo hình thức hợp tác công tư.
Với dấu ấn kiến trúc quy hoạch đô thị của Pháp tại những thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hơn 100 năm qua, nhiều chuyên gia Việt Nam cho rằng sự hỗ trợ này có tính khả thi cao. Ở góc độ về kỹ thuật ấy, thì nước Pháp luôn luôn tiên phong cho cái vấn đề về đổi mới sáng tạo. Và đây cũng là những cái điều mà Việt Nam của chúng ta cần. Khi mà họ quay trở lại Việt Nam thì tất nhiên là họ sẽ phải cập nhật lại điều kiện phát triển và đô thị hóa của Việt Nam trong thời gian vừa qua. Và từ đó là phối hợp cùng với các đối tác của Việt Nam để xây dựng và đề xuất ra những chiến lược hợp tác mà nó phù hợp nhất. Đô thị hóa và việc xây dựng cơ sở hạ tầng trong một nền kinh tế tăng trưởng, một mặt đòi hỏi thời gian triển khai nhanh chóng, một mặt đòi hỏi đảm bảo chất lượng và những tính toán kỹ lưỡng cho quy hoạch tương lai. Bởi vậy, Việt Nam có thể gạn đục khơi trong để lựa chọn những giải pháp phù hợp và thiết thực nhất từ những hội thảo quốc tế như thế này. Trong phần tiếp theo của bản tin, Nam Bộ đang bước vào đợt chiều cường rằm tháng 9 âm lịch, cảnh báo nước sẽ đạt đỉnh gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp. Freecycle, nơi trao tặng miễn phí những món đồ cũ và ngược lại giúp bạn tìm kiếm những món đồ cần thiết với cách thức tiết kiệm chi phí tối ưu. Xin được tiếp tục những thông tin thời sự. Nam Bộ đang bước vào đợt chiều cường rằm tháng 9 âm lịch. Khả năng 3-4 ngày tới, con nước sẽ đạt đỉnh, gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp. Dự báo từ ngày 24 tháng 10, đợt chiều cường trạm Phú An, sông Sài Gòn bắt đầu vượt báo động 3 đến 26 tháng 10. Có thể đạt đỉnh của đợt là 1m61 trên báo động 3 tới 11cm. Ở vùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu, con nước tại trạm Mỹ Thuận, Vĩnh Long và Cần Thơ cũng sẽ dao động ở mức đỉnh trong các ngày 25 đến 27 tới đây, trên báo động 3 từ 12 cho đến 15cm. Thời gian chiều cường lên cao vào sáng sớm và chiều tối, cảnh báo ngập lụt xảy ra ở các vùng trũng thấp, ven sông, kênh rạch thuộc thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ. Tại đồng bằng sông Cửu Long, chiều cường rằm tháng 9 âm lịch được dự báo có khả năng trên báo động 3 gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp. Hiện chính quyền và người dân tỉnh Vĩnh Long đang khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó cũng như là hạn chế thiệt hại. Hơn 1 hecta bưởi năm roi bị thiệt hại do triều cường. Nhà vườn đang thuê phương tiện xuống đắp bờ bao để bảo vệ diện tích bưởi còn lại. Không chủ quan, bà con lo ngại nước lên quá cao, bờ bao khó chịu nổi. Sợ nó tràn vô thấy nó ảnh hưởng qua màu cây cái trái của bà con thì bè đỡ thì thôi chứ. Những nơi chưa có điều kiện, bà con cũng dùng đất, bao cát tôn cao bờ bao. Nhiều hộ cũng mua máy bơm nước để chủ động thoát nước ra, hạn chế ngập úng. Chúng tôi sẽ tập trung cùng với cái phương tiện ở huyện hỗ trợ đó sẽ lên là gia cố các cái đoạn sạt lở hiện nay và sẽ gia cố các đoạn đã bị tràn cục bộ ở các đoạn đường lê và đường đan thôn của xã. Đợt triều cường vừa qua, tỉnh Vĩnh Long có hơn 240 tuyến bờ bao và 94 con đập bị tràn dở. Đến nay các địa phương đã cơ bản khắc phục xong. Với phương châm 4 tại chỗ, hơn 1.000 km bờ bao đang được gia cố để ứng phó với triều cường. Mưa lớn xảy ra trong ngày 22 tháng 10 tại huyện Quảng Bình, tỉnh Hà Giang đã khiến cho một người thiệt mạng, một người mất tích, nhà cửa và hoa màu bị thiệt hại. Hiện nay thì các lực lượng đang được tập trung tìm kiếm nạn nhân còn mất tích, đồng thời hỗ trợ người dân di chuyển người, tìm kiếm và thu dọn tài sản. Các máy móc cũng được địa phương huy động đưa vào khắc phục đường giao thông, vệ sinh môi trường. Các lực lượng tiếp tục rà soát các điểm, khu vực, đảm bảo an toàn giúp cho các hộ dân nhanh chóng dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, sự xuất hiện của Kickstarter, một nền tảng gây quỹ cộng đồng hay còn được gọi là crowdfunding vào năm 2009, đã thay đổi ngành xuất bản sách trên thế giới. Và cho đến nay, hơn 13.000 dự án sách đã gây quỹ cộng đồng thành công trên nền tảng này với tổng số tiền lên tới 132 triệu đô la Mỹ. Và tuy mới xuất hiện tại Việt Nam trong khoảng vài năm trở lại đây, hình thức xuất bản gây quỹ cộng đồng này đang mở ra một hướng xuất bản hiệu quả, đồng thời giúp cho độc giả có cơ hội tiếp cận với các tác phẩm mà mình yêu thích. Theo phương pháp truyền thống, một tác phẩm sau khi xuất bản mới được bán tới tay độc giả. Còn qua hình thức gây quỹ cộng đồng, tác phẩm được đem bán cho người đọc từ khi mới chỉ là bản thảo. Các độc giả chính là những nhà tài trợ đầu tư tiền để tác giả có thể mang bản thảo đi in ấn và xuất bản. Sau khi được xuất bản, sách sẽ được gửi cho những khách hàng đã đặt và chuyển tiền từ trước. Thông thường là những cuốn đó thì
tác giả họ đã khai thác và triển khai nội dung ở trên mạng xã hội và trên các cái kênh truyền thông cá nhân từ rất lâu rồi, và mình đã theo dõi và mình thấy khá là thích nên mình ủng hộ. Đôi khi mình có thể ủng hộ mà không mong là nhận được lại gì cả. Dự án Dệt Nên Triều Đại, cuốn sách về nghi lễ và trang phục cung đình của Đại Việt thời đầu Lê Sơ do tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam Center thực hiện đã kêu gọi vốn cộng đồng thành công gần đây. Sau gần 4 tháng gây quỹ cộng đồng, Dệt Nên Triều Đại đã kêu gọi được hơn 210 triệu đồng, vượt 5% mục tiêu đề ra. Nhờ tương tác và tiếp nhận phản hồi từ độc giả, Việt Nam Center đã bố trí lại bố cục của cuốn sách theo tên của từng trang phục thay vì từng lớp sử dụng trang phục như ban đầu, khiến cho cuốn sách nhìn khoa học và hợp lý hơn. Đấy là những cái đóng góp vô cùng quý báu của độc giả, không phải chỉ là tiền bạc mà cả những đóng góp chuyên môn rất là hữu ích như vậy. Dệt Nên Triều Đại là một trong 20 dự án sách gây quỹ cộng đồng thành công trên Comicola, một trong những nền tảng kết nối các dự án sách gây quỹ cộng đồng với độc giả lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Gây quỹ cộng đồng là một hình thức bán trước một sản phẩm mà chưa tồn tại. Vì vậy nên khi bắt đầu làm quỹ cộng đồng thì đầu tiên các bạn cần phải lưu ý cần làm thế nào để thể hiện cho cộng đồng thấy là chúng ta quyết tâm làm sản phẩm và sự chỉn chu của chúng ta. Tính đến nay, khoảng 20 đầu sách đã được xuất bản tại Việt Nam theo hình thức gây quỹ cộng đồng. Không chỉ riêng tại Việt Nam mà tại nhiều các quốc gia khác trên thế giới, gây quỹ cộng đồng được coi là một trong những cách tốt nhất hiện nay để các tác giả trẻ có thể đưa sản phẩm của mình đến với công chúng. Nếu bạn là một người yêu môi trường, yêu lối sống xanh thì Freecycle Việt Nam là một cộng đồng dành cho bạn. Đây là nơi bạn có thể trao tặng miễn phí những món đồ cũ vẫn còn tốt và ngược lại giúp cho bạn tìm kiếm những món đồ cần thiết với cách thức tiết kiệm chi phí một cách tối ưu. Ra đời từ năm 2013 cho tới nay thì cộng đồng Freecycle Việt Nam đã có hơn 30.000 thành viên và vẫn đang tiếp tục mở rộng. Vậy làm thế nào để mô hình trao nhận đồ đơn giản có thể hoạt động một cách hiệu quả và thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng đến như vậy? Chúng ta sẽ cùng theo dõi trong phóng sự sau đây. Anh Quốc Anh và chị Minh Hoa đều là những thành viên kỳ cựu của cộng đồng Freecycle Việt Nam. Hôm nay là ngày đầu tiên họ gặp mặt trực tiếp để trao tặng một món quà ý nghĩa và đặc biệt, hoàn toàn miễn phí. Hôm nay mình có xin được chị Hoa Phụng tặng cho một cái đèn. Mình có thấy ở trên đấy có nhiều hoa văn, mình về mình nghĩ mình sẽ vẽ viền đen lại để tặng cho vợ. Freecycle Việt Nam là cộng đồng trên Facebook, là nơi cho, tặng và tìm kiếm các loại đồ cũ mới mà không mất bất cứ một khoản phí nào. Bạn có món đồ còn tốt không còn sử dụng? Bạn có thể chụp ảnh món đồ mình muốn tặng, đăng lên nhóm cùng thông tin cá nhân và địa chỉ để dành cho người có nhu cầu. Thay vì lãng phí, các món đồ trao tặng được tái sử dụng cũng chính là một cách tiết kiệm và bảo vệ môi trường vô cùng thiết thực. Có một lần mình cho một món đồ cho một bạn đến nhận đồ. Thế sau đó thì bạn hôm đấy bạn cũng mang cho mình một cái vật kỷ niệm rất là xinh xắn. Mình cảm thấy là cái giá trị giữa con người với nhau không phải chỉ về món đồ. Trong cái này nó còn có cả cái tình nghĩa của những người tham gia của cộng đồng. Phương thức kết nối trực tiếp người cho và nhận của Freecycle qua kênh Facebook khá đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả. Nếu mà ta hiểu từ thiện là gì, là người giàu có hơn, giúp đỡ người nghèo hơn, thì Freecycle lại nhấn mạnh đến cái vấn đề rằng chuyển giao cái món đồ từ chỗ vô dụng đến cái chỗ hữu dụng là cái người có nhu cầu sử dụng nó và biết sử dụng nó. Và cái đấy nó không loại trừ cái việc rằng là có thể là một cái người lại tặng cho tặng đồ cho một cái người khá giả hơn mình. Cho tới nay, Freecycle đã có mặt tại 6 tỉnh, thành phố lớn trên cả nước và đang tiếp tục mở rộng hoạt động của mình. Không chỉ thu hút cộng đồng trong nước, Freecycle đang từng bước lan tỏa mô hình hoạt động tới các bạn trẻ nước ngoài qua các sự kiện giao lưu và trao đổi. Hôm nay tôi đã nhận được một bức tượng Phật rất đẹp. Tôi sẽ về tặng lại cho bố mẹ tôi. Tôi chưa từng nghe về Freecycle trước đây, nhưng nếu có mô hình này ở Đức, tôi cũng sẽ tham gia. Cho đi là nhận lại. Đó luôn là tinh thần chung của mỗi thành viên trong cộng đồng Freecycle. Thời gian tới, Freecycle sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tại từng địa phương để kết nối các thành viên, giúp việc trao nhận đồ trở thành một niềm vui trong cuộc sống. Đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.